con nói á, là mấy cái đồ làm từ ngoài thiên nhiên á rất là tốt cho sức khỏe. Món bí đỏ rất là tốt cho não. Con nghe ở trên TV nói về là mật ong rất là tốt cho cơ thể và thanh lọc cơ thể, và giúp cho đường tiêu hóa có thể tiêu nhanh. Mình uống nước cam để có nhiều vitamin C nè. Củ cà rốt cho sáng mắt. Trà xanh thì đẹp da. Mùi hương của ba con đó là mật ong, còn mẹ con là mùi hương thơm hoa hồng. Mẹ con có mùi dưa hấu, em con có mùi dưa hấu, con cũng có mùi dưa hấu, cả nhà có mùi dưa hấu. Con chúc mẹ luôn tình cảm, yêu thương ba. Mẹ con tới tối mới làm xong, con chỉ học bài một mình. Mẹ con không có thời gian mà dạy cho con nên con rất là buồn. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Ba mẹ ơi, con biết là ba mẹ thương con lắm. Thương nghe như vậy nè. Con yêu ba mẹ.